Sáng 17 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nhiều đoạn của tuyến tỉnh lộ 707 thuộc xã Phước Hòa đi xã Phước Bình, huyện Bắc Ái. Theo thống kê, từ km 15 đến km 20 của tỉnh lộ 707 qua xã Phước Hòa có đến 17 điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở làm tắc đường. Trong đó, tại km 15 500, mưa lũ gây sụt lún 2/3 lòng đường với chiều dài 7m, rộng 5m và sâu 4,5m. Tại km 19 800, sạt lở đất đá tràn lấp hết lòng đường gây ách tắc giao thông. Đến nay, các phương tiện đã có thể di chuyển tạm thời qua tuyến tỉnh lộ 707.